Có bao giờ bạn cảm thấy phần lưng của mình có cái dấu hiệu mà nó rất là đau, nó là âm ỉ không các bạn? À, cái trạng thái này có thể là lúc buổi sáng bạn ngủ dậy là chúng ta đau toàn bộ vùng thắt lưng của mình, hay là chúng ta làm việc như là làm việc văn phòng, sử dụng máy tính nhiều ấy, chúng ta cảm thấy rất là mỏi và người mình cảm thấy rất là hụt hơi đi. Và rất nhiều trạng thái như là chúng ta vận động hàng ngày, khi bạn đứng lên ngồi xuống và bạn cảm thấy toàn bộ vùng thắt lưng của mình bị đau buốt, thì đó là những dấu hiệu cảnh báo rất là lớn, là nguy cơ chúng ta có thể bị mắc các tình trạng về về thoái hóa, về thoát vị, về lệch đĩa đệm hay những tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Thì những ban đầu cái dấu hiệu này rất là nhỏ, nhưng tuy nhiên thì phần lớn mọi người hay bỏ qua những dấu hiệu này. À, chúng ta bỏ qua lên là nó bị nặng hơn, và càng ngày cái tỷ lệ nó không chỉ là người lớn tuổi đâu các bạn ạ, và người trẻ tuổi cũng bị mắc rất là nhiều, vì phần lớn công việc của chúng ta bây giờ liên quan đến thiết bị và máy móc mà. Thế thì để phát hiện thì một vài điều sau, và cũng như là cách bạn thể khắc phục ngay lập tức. Ví dụ chúng ta làm văn phòng như thế này chẳng hạn, thì thường các bạn sẽ thấy là cái cấu trúc thiết kế của một số nơi ấy, là cái bàn máy tính nó rất là cao hoặc là thấp. Do vậy thì cái trạng thái của người sử dụng là họ hay bị cúi gục đầu xuống này, và khi mà làm việc trong thời gian dài là mọi người hay thả lỏng ra, chúng ta hay thả lỏng ra, chúng ta gù lưng lại đúng không? Là cái trạng thái như vậy thì toàn bộ cái trọng lượng cơ thể chúng ta sẽ dồn toàn bộ về cột sống lưng của bạn. Và tất nhiên thì giữ trong một vài phút thì chúng ta không cảm nhận, nhưng trong suốt 8 tiếng làm văn phòng, đặc biệt lúc mà chúng ta đang tập trung cao độ để làm công việc của mình, thì chúng ta mới bị gặp trạng thái đấy. Và cứ ngày tháng trôi qua thì các bạn thấy rằng cứ trung bình hồi trước thì nó cái điều này nó xảy ra thì thường là tầm khoảng tầm 40 tuổi chúng ta có dấu hiệu như vậy, nhưng bây giờ thường là tầm 26 tuổi là rất nhiều người bạn đã bị đau lưng, cái tình trạng đau mỏi trong suốt khoảng 3 năm đầu tiên chúng ta đi làm văn phòng mà. Và sau đó thì tầm 28 tuổi nó chuyển nặng hơn rất là nhiều, chuyển sang trạng thái như thoát vị lệch đĩa đệm. Cái thoát vị lệch đĩa đệm được hiểu như thế này, là cái cột sống của bạn, giữa hai cột sống nó sẽ có một cái miếng giống như một cái gọi là cái giảm xóc ấy. Thì khi mà bạn cứ cong lưng thì nó cọ cọ cái miếng đệm đấy, nó làm cho nó bị tổn thương. Và có một cái điều mà chúng ta cần phải biết là nó rất khó khắc phục, gần như là chúng ta phải đi theo nó trong cả cuộc đời của mình. Và những người mà dưới 30 tuổi thì cái tốc độ kiểu như trẻ hóa, nghĩa là cái tốc độ kiểu như là chúng ta tập luyện để phục hồi thì nó còn nhanh, nhưng càng để lâu thì nó càng khó khắc phục. Mà khi mà nó đã chuyển sang cái trạng thái mà kiểu như là lệch đĩa đệm rồi thì cực kỳ rất rất là khó chịu, gần như cái chất lượng sống của bạn nó xuống một cách kinh khủng luôn, đi đứng lại, chạy bộ hoặc là làm bất cứ việc gì là đều hạn chế hết. Và cảm giác như bạn nằm ở bãi biển mà bạn chẳng cảm nhận được một chút gì được cái hương vị, cái sự vẻ đẹp của bãi biển ấy, thì các bạn hình dung sức khỏe chúng ta đi xuống nếu mà chúng ta gặp trạng thái đấy. Thì đó là những bạn làm văn phòng thì chúng ta chú ý là điều chỉnh cái ghế ngồi của mình, có thể là tăng hoặc giảm được cái chiều cao thì rất là hay. Thì tất nhiên đấy là liên quan đến ban lãnh đạo, là người có sự quan tâm rất nhiều đến nhân viên của mình đúng không? Hai là trong cuộc sống hàng ngày thì bạn sử dụng điện thoại, máy tính thì bạn phải có là cái tư thế ngồi của mình thì chúng ta điều chỉnh. Với những người lớn tuổi thì chắc chắn thì người lớn tuổi thì cái tốc độ lão hóa xong rồi tự ăn uống, chúng ta hay bị tăng cân mà. Với những người lớn tuổi, và đặc biệt bây giờ không phải người lớn tuổi đâu các bạn ạ, cả những người làm văn phòng này trông vậy thon thon này, đang nghi không biết 3 năm nữa thì có giữ được sự thon này không, hay lúc cho sinh nở sau chẳng hạn, bận bộn công việc thì các bạn hay để thừa cân, và cái xu hướng thừa cân bây giờ càng ngày càng nhiều đúng không? Thì cái thừa cân thì không lo, nhưng mà do là chúng ta lượng mỡ thì nó nhiều, mà khi lượng cơ thì lại ít. Cơ mới tạo nên sức mạnh đúng không các bạn? Cơ tạo nên tốc độ, cơ tạo sự khỏe khoắn, sự chắc khỏe của con người. Nhưng mà lượng cơ chúng ta thấp, ít, nên là xương chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Hãy tưởng tượng nó giống như cái ngôi nhà này, để mà nó có thể gia cố thì nó có cái cột sắt đúng không? Nó có những thanh sắt để trụ, xung quanh nó là cát, là xi măng, là gạch, là đá. Thì các bạn tưởng tượng là cái gạch đá thì nếu mà nó bị mủn thì chúng ta có thể chóc nó ra, xong chúng ta đắp lại để bổ. Nhưng cái thanh sắt ở bên trong mà nó bị yếu ngay rồi, nó yếu ngay thì rất là khó đâu. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta đập hết đồng tay thanh sắt. Nhưng mà hình dung là cái cơ của bạn thì nó dễ thay đổi. Nhưng mà nếu mà lượng cơ mà bọc quanh cái sắt này giống như đá, xi măng mà nó yếu thì nó sẽ làm cho cái thanh sắt này bị gãy rất là nhanh, bị suy sụp rất là nhanh. Thì cơ thể con người chúng ta y xì như vậy, thì những cái xu hướng do thói quen các thứ nó sẽ gây ra cái tình trạng là thiếu cơ, và xương của bạn sẽ bị chịu tải, và cái dấu hiệu nó hay kiểu đau âm ỉ. Nên bạn chỉ cần đơn giản là cảm thấy cử động này, sáng ngủ dậy này, hay là chúng ta vặn vẹo, hoặc là chúng ta thử bê một cái vật nặng nào đó, chúng ta không có cái lực để lên chẳng hạn, thì đó là cái dấu hiệu mà chúng ta chắc chắn là bạn phải để ý điều chỉnh cái lớp sinh hoạt của mình, điều chỉnh cả cái giấc ngủ, cái tư thế ngủ của mình, và thậm chí chắc chắn là chúng ta phải dành thời gian để mình có thể luyện tập thể dục thể thao. Thì yoga là một cái phương pháp mà chúng ta dễ dàng nhất hiện nay. Thì tất nhiên các bạn, tôi biết rằng các bạn rất là bận rộn trong công việc của mình, thì ngay sau video này tôi gửi cho bạn một số tư thế rất là đơn giản để bạn có thể
tăng cường cái sức khỏe phần lưng của mình. Bạn có thể tập nó tại văn phòng, yên tâm nhé, không cần sử dụng bất cứ thiết bị dụng cụ nào cả, bạn có thể tập luôn ngay bây giờ. Thì hy vọng với cái chia sẻ này thì giúp các bạn nâng cao sự hiểu biết về cái thói quen của mình, cái sức khỏe của mình, thì chúng ta điều chỉnh nhanh, chứ không là tầm khoảng 28-30 mà trạng thái đau lưng của bạn nó xuất hiện liên tục như vậy thì rất khó khắc phục. Khắc phục thôi nhưng mà nó tốn quá nhiều thời gian, chi phí, và mình hình dung là trong cuộc đời mình còn dài mà dài thế, mà bây giờ mình đã bị như vậy rồi thì làm sao mà tận hưởng cuộc sống được, đúng không các bạn? Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn, và nhớ tập ngay bài tập ngay bên dưới cái bài chia sẻ để chúng ta có thể nâng cao và phục hồi phần lưng của chúng ta một cách hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo.